Big Mouth khép lại với cái kết quá buồn, dân mạng chê là bộ phim tiêu cực. Rất nhiều người hâm mộ cảm thấy không hài lòng trước cái kết quá buồn của Big Mouth. Big Mouth chính thức chia tay khán giả vào tối ngày 17 tháng 9 sau thời gian dài phát sóng. Tập cuối của phim ghi nhận mức rating cao nhất cả mùa với 13.7%. Tuy tập 16 có tỷ suất người xem cao nhưng bộ phim vướng rất nhiều tranh cãi. Khán giả liên tục để lại phản hồi tiêu cực liên quan đến cái kết của tác phẩm này. Park Chang Ho, Lee Jong Suk và Go Mi Ho, Im Joon Ah đã trải qua rất nhiều sóng gió. Nhưng sau tất cả, họ vẫn chẳng thể ở bên nhau mãi mãi. Việc Go Mi Ho mắc bệnh ung thư hạch cấp tính giai đoạn cuối khiến khán giả khó chấp nhận. Bên cạnh đó, tập cuối khép lại khi phim còn nhiều uẩn khúc cũng chưa làm hài lòng người hâm mộ. Một bộ phận khán giả nhận xét Big Mouth mang đến cho người xem cảm giác tiêu cực. Bởi lẽ, ở ngoài đời đã có rất nhiều bệnh nhân ra đi vì căn bệnh ung thư khiến người ở lại buồn bã và lo lắng. Tuy nhiên, phim vẫn tiếp tục khai thác đề tài này và biến nó thành một bi kịch. Cặp đôi chính đều là người hiền lành và tốt bụng, song cả hai không thể có kết thúc viên mãn. Vì vậy, khán giả không cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ tác phẩm. Ngoài ra, cư dân mạng cho rằng biên kịch để Go Mi Ho nhiễm phóng xạ và mắc ung thư một cách vô lý. Trong khi đó, Park Chang Ho cũng bị đánh giá là nhân vật khá vô dụng. Khi chưa trở thành Big Mouth, Chang Ho được Mi Ho hỗ trợ mở văn phòng luật sư. Tuy nhiên, anh chưa từng thắng một vụ kiện nào, công việc và sự nghiệp không thấy khởi sắc. Sau khi lên làm Big Mouth, Chang Ho cũng chưa tạo được dấu ấn của kẻ đứng đầu. Vì vậy, khán giả nhận xét nam chính là người chỉ biết nói mà làm chẳng được bao nhiêu. Tuy Big Mouth đã khép lại nhưng cư dân mạng vẫn bình luận rất sôi nổi về nội dung tập cuối. Tuy Big Mouth bị chê khá nhiều ở đoạn kết nhưng diễn xuất của Joon Ah lại được ngợi khen. Thông qua việc diễn tả cảm xúc chân thật ở tập cuối, nữ diễn viên đã thoát khỏi định kiến idol đi diễn và được khán giả công nhận về thực lực.